Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Gần Tết rồi các bạn, gần Tết rồi mà trong lòng Tân không có nôn nao gì hết trơn, tại mình đã chuẩn bị cái tinh thần mình ăn Tết tại gia rồi. Thì nói chung cái bữa Tết năm nay cũng đầy đủ ha. Thì Tân trước khi kể chuyện, Tân cũng thông báo tất cả những admin rồi nhân viên của Tân được nghỉ Tết, đến mùng 6 mới đi làm lại. Thì sẽ không ai trả lời tin nhắn cũng như là soạn những cái câu chuyện ma cho Tân kể hàng ngày. Thì những câu chuyện kinh dị bí ẩn mà Tân kể trong cái thời gian này là do Tân tự tìm từ các fan, hoặc là Tân tự đọc chứ không phải là do những admin gửi về nữa. Cho nên rằng là những câu chuyện mà ý nghĩa, có tinh thần phấn đấu trong ngày Tết thì có lẽ là Tân sẽ cố gắng Tân đọc. Tại vì một ngày rất là nhiều fan gửi về, chưa kể những người fan gửi trước đây mà Tân chưa có kể xong, chưa kể hết. Thì lỡ có dính một cái thời gian nào mà kể những câu chuyện mà nó kinh dị, nó dài quá thì mấy bạn thông cảm giùm ha. Đó là mục tiêu của chuyện kinh dị á, là phải ghê sợ. Và không ghê sợ thì nó cũng bớt đi cái phần hào hứng. Cũng như câu chuyện ngày hôm nay, Tân được gửi về từ một cái cô. Cô này thì năm nay 65 tuổi rồi. Cô lớn tuổi rồi. Và cô đã có gia đình, coi như là 5 người con đã lớn rồi. 5 người con trai lớn, thành gia lập thức hết rồi. Và cô với chồng cô sống rất là hạnh phúc với nhau. Chồng cô vẫn còn khỏe mạnh đó. Thì hai vợ chồng cô có coi kênh YouTube của Tân, cho nên là muốn gửi câu chuyện này về cho Tân thay mặt cô cũng như là những thành viên trong gia đình kể về câu chuyện cách đây 25 năm, khi mà cô mới bắt đầu bước vô cái tuổi tứ tuần. Thì cô nói là cái thời mà cô còn trẻ đó, có nghĩa là trước tuổi tứ tuần đó, thì cô quen chồng cô một cái vùng, cái huyện nó nằm miền Tây luôn các bạn, mà nó nằm ở cái vùng rất là sâu ở trong cái tỉnh mà hiện tại cô đang ở. Thì do may mắn cũng như là do xảy ra cái chuyện tâm linh đó mà lúc đó gia đình của cô á buộc phải bỏ mảnh đất mà mình đã sống là gần như là 40 năm để mà đi ra ngoài cái tỉnh, coi như là lập nghiệp lại từ đầu. Từ ngoài đó, tại gia đình cô là dân làm ruộng, mà đi ra ngoài tỉnh lớn á, là phải đi làm công, làm thuê. Chứ còn làm ruộng mà đi vô sâu thì đi không nổi, xa quá. Nhưng mà giờ trời thương á, bao nhiêu năm cần cù thì gia đình của cô đó, bây giờ coi như là con dâu, rồi cháu chắc, rồi chồng cô vẫn khỏe. Và đã xây được một cái căn nhà ở ngoài tỉnh, coi như là cũng tạm ổn. Thì cô kể về câu chuyện mà khi cô bước vô tuổi tứ tuần thì cũng là cái lý do mà cô, gia đình cô bỏ xứ ngày xưa mà đi. Thì cái vùng của cô đó, hồi đó là một cái vùng mà nó rất là yên tĩnh. Người ta nói hẻo lánh thì nhiều người ta sợ, nhưng mà riêng cô với chồng cô với những đứa con trai của cô đó là thường xuyên kể về cái tuổi thơ, cái thời mà còn ở cái vùng cũ. Lúc đó nó yên bình lắm. Nhà của cô á, thì nằm ở cuối của một cái con sông bị cục, giống như một cái con sông mà nó bị cục các bạn. Có nghĩa là phù sa nó bồi đắp, sau đó thì nó ra một cái mảnh đất. Thì hai bên là nhà, nhưng mà nó là một cái con sông nho nhỏ. Tôi gọi là, con lạch thì đúng hơn. Mà nó dựa dẫn như một con lạch bị cục. Cục ở đây không phải là nó có cái dòng cung hay là cái gì ở đó nó kẹt đường sông, không phải. Cục ở đây là cái phù sa nó bồi đắp đến đó thôi, rồi cái dòng chảy nó đi ra ngoài sông lớn hơn, cho nên là những cái nhà mà ở đó rất là ít. Thì cái nhà cuối cùng của cái con sông cục đó là nhà của cô Hai Liễu. Hai Liễu là chòm xóm của cái cô mà kể chuyện cho mình. Thì lúc đó cái cô Hai Liễu đó còn rất là trẻ, tầm độ khoảng 20 tuổi thôi. Đó là nhỏ hơn cái cô kể chuyện cho mình là đến là 20 tuổi lận. Cô kể chuyện cho mình lúc đó là cổ đã 40 rồi.
là cổ đã có 5 đứa con lớn rồi, chồng cô đi làm ruộng đó, mà cô rất là thương cái cô Hai Liễu này. Thì theo cái miêu tả về nhan sắc đó, thì nếu như đúng như những lời mà cô này kể cho Tân á, thì cô Hai Liễu là người rất là đẹp. Tuy là con gái miệt vườn, làm rất là làm lụng, rất là cực khổ, gian nắng vậy mà da không có đen, không có sạm, da trắng như bông bưởi vậy đó. Tóc thì dài, hai con mắt thì to tròn, răng thì đều như hạt bắp. Mà nghe cô tả mà Tân nghĩ rằng là phải thực sự, nếu mà ở cái thời này là chắc là mỹ nhân các bạn. Thì cô nói là cái cô đó đẹp lắm đó, mà cả dùng ai người ta cũng thích cũng thương đó, nhiều người ta dạm ngõ lắm mà cổ không có chịu. Vậy mà lúc cuộc cổ lấy một cái người đàn ông, mà người đàn ông này là hoàn toàn không có đẹp, nhưng mà người đàn ông này rất là vũ phu đó, thì tên là Nhơn. Nhơn là ơn là ơn đó các bạn, nhờ Nhơn, tên là Nhơn. Thì làm sao mà quen được cái người đàn ông này thì không ai biết, tại cái vùng đó tương đối nó cũng hẻo lánh, có muốn nhiều chuyện thì cũng khó, tại vì ai cũng đi làm đồng hết, chỉ có riêng cái cô Hai Liễu này không có làm đồng mà cổ đi làm mướn. Cổ đi dọn sân nhà, cổ đi nấu ăn giùm cho nhà người ta, cho nên là không có thể nào mà biết được cái thông tin là cô này làm sao quen được cái ông Nhơn này. Nhưng mà nghe đâu là quen trên huyện, trên trong một cái lần mà cái cô Hai Liễu này lên chợ để mua cái nguyên liệu về nấu dỗ cho nhà người ta, thì quen cái ông này. Thì ông này là một cái người không đi làm, không nghề ngỗng, chỉ có ăn nhậu suốt ngày thôi, mà còn vũ phu nữa. Cả xóm ai cũng tiếc cho cô Hai Liễu này hết trơn, là suy nghĩ sao mà lấy cái người đàn ông tệ quá. Thì các bạn biết là ông này ông chỉ có ngủ trong nhà thôi, còn cô này sáng ra là phải đi dọn vườn tược, đi nấu ăn cho nhà người ta. Tại vì nhà người ta ai cũng làm đồng hết, thì cũng có ít người nào mà nấu ăn, cho nên là mướn cái cô này nấu. Nhưng mà không có trả bằng tiền, mà trả bằng kiểu như là nhà có khô, có lúa, có gạo, hay là có mấy con gà đó thì trả. Nhưng mà riêng những cái nhà cuối cùng khi mà cổ làm trong cái ngày hôm đó thì cổ xin rượu, chứ không có đi xin mồi. Nói thẳng bạn hiểu là vậy. Thì dưới quê của cái cô kể chuyện cho mình á, thì không có thiếu rượu, có nhiều nhà người ta tự nấu rượu nữa, cho nên là người ta cho nhiều khi là 2 lít, 3 lít. Thời gian đầu người ta cho rất là nhiều, nhưng mà khi người ta biết mua á, khi là người ta làm rượu người ta cho, phải là mua. Mà khi mà người ta cho cái rượu đó cô Hai Liễu đem về đó, không phải là để cổ dùng, mà là cổ cho cái thằng mà chồng tên Nhơn đó, cái thằng Bất Nhơn á, ta gọi là thằng Bất Nhơn. Cái tôi nghe câu chuyện này, nó nhậu nè, nó ăn, nó uống, nó say xỉn. Thì những lần nào có rượu có mồi á thì không có gì xảy ra, còn lần nào mà khó khăn chút xíu mà người ta không có cho rượu hoặc là người ta không có cho mồi á thì nó đánh. Nó đánh, nó la, nó hét, nó đánh cổ rất là nhiều. Mà nhiều lần chòm sớm người ta phải chèo ghe qua, người ta binh, người ta can. Thì mấy đứa con của cái cô kể chuyện cho mình đó là con trai mà, 5 đứa con trai lớn. Mà mỗi lần nó nghe cái nhà bên đó mà quýnh cô Hai Liễu, nó nhảy xuống ghe liền. Nó qua, mà nó chực chờ, nó giọng cái thằng Nhơn đó. Nhưng mà cô cũng khuyên mấy đứa con mình, cô nói ở đời đó con, có cái nghiệp. Nhiều khi cô Hai Liễu nó cũng bị gì đó, nghiệp cái thằng này cũng mới thương. Chứ con gái mà đẹp vậy mà thiếu nhiều người, mà làm gì phải thương cái thằng này dữ vậy. Nó đánh cỡ đó mà nhiều khi sưng mặt sưng mày hết mà vẫn thương, không bỏ được. Con gái xưa người ta chung tình. Thì con của cô mới nói là đánh một lần cho nó biết. Cô mới nói là đánh thì dễ lắm, qua giọng vô mặt nó cái thì dễ lắm. Nhưng mà khi tụi mình về nhà rồi, nó dằn vặt vợ nó. Nó dằn vặt vợ nó. Nó trách móc, nó chai nhiều quá ha. Tôi mới la vài tiếng là chai nó ùa qua nó đập, mang tiếng con gái người ta. Cho nên là cô dặn mấy đứa con làm gì làm, chỉ vô cản thôi, không được đánh nó. Không được đánh nó. Cho nên là trong xóm ta tức lắm, nhưng mà người ta không dám làm gì để giữ cái thanh danh cho cái người con gái đó. Chứ mất công mà qua bên mà đánh nó, nói là có tư tình gì thì khổ cái đời con gái người ta. Đã chồng không ra gì rồi còn mang tiếng nữa. Đó. Thì cái sự việc nó cứ xảy ra dai dẳng vậy hoài, riết sớm gì người ta cũng quen. Rồi người ta quyết định là người ta cho đồ ăn thôi. Rượu thì không có cho 5-6 lít hay là 3-4 lít nữa, mà người ta cho 1-2 xì.
Tại vì người ta thương người ta mới cho ít, ta cho ít để về nhậu ít nó ngủ, chứ nhậu nhiều quá nó xỉn, nó lại nghiện ngập, cái rượu nó không có tốt đó. Thì khi mà cái sự việc nó xảy ra từ ngày này qua tháng nọ, thì đến một cái ngày các bạn, cái ngày đó là ngày kinh hoàng của cái xóm đó. Cái buổi sáng hôm đó là cái buổi sáng là tinh sương, thì cô mới đi ra ngoài, là cô chuẩn bị, là cô xuống ghe, cô kể chuyện cho mình đó, chuẩn bị xuống ghe để mà cùng với chồng mấy đứa con ra ruộng. Thì thấy cái dòng sông đó, nó có một cái dòng chảy của máu, máu người. Nó chảy từ cái hướng nhà cô Hai Liễu mà nó chảy qua nhà của cô, chảy qua những cái nhà khác. Dần dần là cả xóm ai cũng nhìn thấy cái dòng máu đó, nó chảy trên sông. Cô nói cô nhớ rất là kỹ, cái con sông lúc đó nó màu như là màu vàng, như màu cháo lòng vậy đó. Mà cái máu nó đậm, nó đen, mà nó chảy là nhìn là biết máu liền. Thì lúc đó cô mới hét lớn lên, cô nói thôi chết rồi, thằng Nhân nó giết con Hai Liễu rồi. Máu quá nhiều bà con ơi, qua coi như thế nào. Thì khi mà qua bên đó đó bạn, cô không dám nhìn. Cái sự việc nó kinh hoàng quá. Cái thằng chồng thì nó nằm trên cái cây rựa trong tay đó, mà nằm ở trong bụi gián nó ngủ. Còn cô Hai Liễu cái đầu gần như đứt lìa, mà ngồi ngoài cây dừa ngay cái bến sông, chết từ hồi nào không ai hay. Cả một cái bầu trời mà gọi là ai oán ở cái vùng đó, người ta vô người ta la thằng Nhân nó giết con Hai Liễu rồi, người ta la quá trời, người ta la quá trời mấy bạn. Thì cái lúc này đó là bà con người ta đi báo chính quyền, thì chính quyền vô người ta bắt, thì ông đó bị bỏ tù. À, cái ông đó bị bỏ tù mấy bạn. Nhưng mà cái cô Liễu này á, thì chòm sớm người ta không biết chôn ở đâu. Mà thời đó cái xóm của cô ai cũng nghèo hết. Người ta trao đổi với nhau là người ta trao đổi bằng cái con khô, người ta trao đổi bằng gạo lúa. Nhiều khi mồ mả tổ tiên còn không có chỗ để chôn, thì lấy đâu mà chôn người lạ. Thì bà con người ta mới bàn là thôi thì cái nhà đó cũng là nhà của cô Hai Liễu, thôi thì bây giờ nhà thì để nguyên đó, nhà thì để nguyên, còn cái miếng đất ở đó mà gần cây dừa đó thì làm cái mộ chôn cô Hai Liễu xuống dưới đó. Thì nghe qua thì bà, những người thanh niên trong xóm đó, ta tới ta đào, ta chôn cổ ở đó, chôn cổ dưới cái gốc cây dừa mà nơi cổ chết đó. Thì khi mà chôn cổ xuống thì cái ngày hôm đó rất là kỳ. Cái ngày hôm đó bầu trời không có màu xanh mấy bạn, nó cứ u ám làm sao đó. Bắt đầu những ngày sau đó là người ta thấy quạ bay tới cái vùng đó rất là nhiều. Thì nhiều người lớn tuổi trong vùng người ta nói là chết rồi, hồn con Liễu nó không có siêu thoát, nó oán hận cái gì đó mà nó ở lại rồi, nó ghê quá. Rồi không biết có chuyện gì xảy ra đây đó. Thì các bạn biết á, cái điều mà ghê gớm nhất là trên cây dừa thì mọc ra trái dừa các bạn. Mà cái trái dừa mà nó rớt xuống đó, nó rớt xuống cái con sông đó, tại dừa nó dừa hoang mà. Cái cây đó cây dừa hoang, nó mọc ra nó rớt xuống. Các bạn biết nhiều khi nó rớt xuống đó, mà trên trái dừa nó có hình cái hình dạng, cái mặt nó giống như cô Hai Liễu các bạn. Mà nó giống cô Hai Liễu cái lúc mà bị lìa đầu chết đó, chứ không phải là giống cô Hai Liễu lúc mà đẹp. Thì các bạn biết dừa nó rớt xuống, có cái nó nằm trên bờ, có cái nó rớt xuống dưới nước. Thì nó rớt dưới nước, nó theo cái bờ mương đó đó, đó theo cái con cái sông cục đó, đó nó trôi đi qua những cái ngôi nhà. Thì trong đó có nhà của cô, nhà của những người trong xóm mà đã từng được cô Hai Liễu tới giúp nấu ăn, mà coi như là dọn giường tược. Mà cái trái dừa có cái hình mặt nôm nôm giống cô lúc chết, mà nó cứ trôi từng trái đi qua từng nhà. Nhiều người ta hoảng hồn, người ta sợ, mà người ta không có dám vớt cái dừa đó lên, mà để nó trôi thì giống như hình ảnh mà cô Hai Liễu đó chết trôi, có cái đầu không mà nó trôi ngang vậy mà. Mặc dù đó là trái dừa, mà sao nó linh thiêng đến mức mà trái dừa này có hình của cổ trên nó, mà cái người trong xóm ai cũng nhìn thấy mà. Con gái mà 20 tuổi
mà bị chồng giết chết oan kiểu đó, linh lắm. Thì những trái dừa nó trôi vậy đó, thì trong xóm có một cái người là thanh niên, thì anh này anh cũng có ý tốt thôi, anh muốn xóa tan cái sự mê tín. Đây chỉ là cái sự trùng hợp thôi, mặc dù trong lòng anh cũng sợ, tại cái gương mặt mà cô Hai Liễu bị chặt lìa đầu đó, hầu như trong cái vùng đó ai cũng nhìn thấy. Cho nên là anh này anh cũng nhận ra được trái dừa có gương mặt của cổ, nhưng mà anh cố chứng an sớm giềng, tại dẫu sao đây là nơi người ta sinh sống mấy chục năm rồi. Thì anh mới vớt một trái dừa vô, anh để trên bờ, anh cầm cây rựa đó, anh bổ trái dừa đó ra thì nó ra nước, thì là nước dừa bình thường thôi, chứ không có máu gì trong đó, chỉ là nước dừa bình thường thôi nha. Thì anh uống các bạn. Các bạn biết không, khi mà anh uống trái dừa đó, anh mới nói với sớm giềng thì cũng là dừa thôi, có gì đâu mà bà con sợ, ngọt tôi uống bình thường có gì đâu. Thì đêm hôm đó các bạn, tự nhiên ảnh ra ngoài bờ sông ảnh ngồi, ảnh khóc mà cái giọng y chang giọng đàn bà, y chang cái giọng con gái, giống y chang giọng cô Hai Liễu, cô khóc giọng về trong sớm. Mà sáng ra ai cũng thấy ảnh ói lên ói xuống, là do người ta nói bị trúng thực, cái nước dừa mà trúng thực, trúng gió rồi đó. Thì cái điều này các bạn biết cũng có, nhiều người mệt mệt trong người uống nước dừa là bị trúng nha các bạn. Nhưng mà anh này cũng khỏe lắm, anh uống rồi anh trúng, mà đêm anh rên đó, anh chu chéo, anh khóc, anh đau á, mà nó y chang giọng cô Hai Liễu. Mà mỗi khi mà chòm sớm, người ta nghe cổ khóc khi mà bị chồng đánh, nó ớn mức độ vậy. Thì mọi người ta sợ quá các bạn, người ta sợ quá. Thì mới đại diện á, là cô mới nói một cái nhiều số người, cái cô kể chuyện cho Tân á, mới nói một cái số người trong vùng là những người lớn tuổi, là thôi bây giờ mình cũng là chòm sớm, trước đây mình cũng giúp cổ nhiều, bây giờ mình hùng lại, mình làm bữa cúng đi, mình qua trước mộ cổ mình cúng, lỡ như mà cổ hiểu ra đó thì cổ đừng có hù sớm giềng. Tại cái người hại chết cổ dẫu sao cũng là cái người đàn ông tinh nhân, chứ không có phải là bà con ở đây. Thì người ta mới làm một mâm cúng xôi chè, gà, bó nhang thơm. Người ta trèo qua bên đó, người ta cúng dưới cái mộ cổ, dưới cây dừa. Khi mà bày ra hết trơn mà người ta vừa cắm cái nhang xuống, cái lựa cái người mà lớn tuổi nhất trong vùng nói chuyện, thì nói là cũng đàng hoàng, cô Hai Liễu cô chết ở đây thì bà con cũng thương tiếc, sống chòm sớm với nhau nào giờ cũng không có gây lỗi gì với nhau, thôi thì cô tha cho sớm giềng, cô đừng có ai oán. Cái người mà giết cô cũng đã chịu án rồi, là tử hình các bạn. Thì trước sau cũng gặp cô ở dưới Củ Tuyền, thôi thì cô đừng có làm cho sớm giềng người ta sợ. Thì vừa nói dứt câu cắm cái bờ cái bụi nhang xuống đó, thì đứng lên vừa đi ra thôi, thì quả nó xà xuống nó ăn con gà mày. Mà cái bó nhang nó bốc cháy, nó cháy ngay trước mộ luôn, mà nó cháy đến mức độ mà nó nám một cái phần đá mà cái bia mộ ghi tên đó, mà nó cháy ngay đúng cái năm cổ mất. Có nghĩa là cổ không chấp nhận cổ chết như vậy mà, cổ linh mức độ vậy. Thì mấy người nó sợ quá, lên ghe về nhà, về lại bên nhà của cô kể chuyện cho mình, mới nói nào là bây giờ mà cái hồn như vậy đó, có mời thầy, thầy cũng chưa chắc là chứng nghiệm được. Mà lỡ phong ấn cổ mà phong ấn không được đó, mà do dăm ba bữa nữa là chuẩn bị đến rằm, mà một khi rằm là cái kiểu như là âm khí nó nhiều, mặt trăng nó lên, âm khí nó nhiều, thì nhiều khi cổ sẽ hiện hồn về được, mà cổ đi vòng vòng trong xóm, hoặc là cổ đi trên nước mà mình nhìn thấy được, là nhiều khi cổ hại con nít trong vùng này luôn. Bây giờ cổ ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía mất hết rồi, bây giờ còn giữ lại cái hồn hận thôi, thì cổ không còn là cô Hai Liễu hiền từ như ngày nào nữa. Cho nên phải tìm cách để mà tránh cổ, tránh nha, chứ không phải là diệt cổ nha, là tránh. Thì các bạn biết mà, khi mà nói xong câu đó, có một số người trong vùng, người ta buộc phải bỏ xứ người ta đi, tại nơi đó đã có oan hồn. Nhưng mà nhà cô á, thì có đến 6 người đàn ông, 5 đứa con trai cộng thêm chồng cô nữa, lực lưỡng.
cho nên cô cũng không có e ngại. Mà bình thường lúc sinh thời đó, cô giúp cô Hai Liễu này rất là nhiều. Bạn biết là như vậy. Thì một cái ngày nọ, đúng cái ngày rằm mà, thì 12 giờ đêm, tự nhiên đó, là đứa con, mấy những đứa con trong nhà của cô đó, trong năm đứa con cô không nói đứa nào, nhưng mà có một đứa nó trưởng thành thì chắc là đứa thứ hai, thứ ba. Tôi nhìn thấy cô Hai Liễu đứng quắt nó ở ngay cái bờ sông mà nơi để cái ghe nhà của cô đó. Cô quắt nó, nó mới nói mẹ ơi cô Hai Liễu quắt con. Thì lúc này nhà mới sợ mấy bạn. Tại vì cổ chết trẻ, nhiều khi cổ thích duyên âm với ai, cổ kết duyên với người đó là thấy mồ luôn. Thì cô mới ra cổ thắp nhang, cô nói là tôi nè, cô Hai Liễu tôi nè, mấy đứa con tôi với chồng tôi nó không có thù oán gì hết, mà cô lỡ cô thù đàn ông thì thôi cô bỏ qua nhà tôi, cô đi qua mấy nhà khác đi. Tôi hứa với cô ngày mai gia đình tôi dọn đi nơi khác, không sống ở đây nữa. Thì khi mà nói xong câu đó, ngẩng mặt lên là cô Hai Liễu cũng mất tiêu, cô không hiện ra nữa. Nhưng mà những nhà kế bên đó, những cái nhà kế bên xa xa đó, người ta bắt đầu lấy nhang lấy đồ ra ta cúng, là cái cô kể chuyện cho mình hiểu là cổ đi giáp vòng hết cái xóm mà. Và nói người chết oan người ta ghê lắm. Thì lúc này là cả xóm của cô luôn, sáng hôm sau là cô với chồng cô buộc phải đốt cái căn nhà đó đi để mà đi ra ngoài tỉnh làm thuê làm mướn, đến giờ này mới ổn định, gia đình mới có được một cái bữa xuân gọi là an lành. Thì cô nhớ lại cái chuyện cô Hai Liễu đó, cô kể cho Tân nghe. Thì Tân mới kể cho các bạn nghe. Đời người con gái hồi xưa đó là 12 bến nước. Dẫu có đẹp có hiền đi nữa mà lỡ lấy phải thằng chồng nó vũ phu đó thì phải chịu. Bây giờ người đẹp thì thôi là bạc triệu rồi, nhưng mà thời xưa thì không có chuyện đó mấy bạn. Thời xưa khổ lắm. Khi mà chết oan như vậy đó là hồn người ta rất là dữ, mà chắc cái vùng đó cũng khó khăn, cho nên không tìm ra được thầy. Mà cái cô kể chuyện Tân nói đúng, tìm thầy mà thầy mà lỡ không cao tay ứng thì cô nó có hại cả làng, nên ta bỏ đi hết. Thì bây giờ cái chỗ đó nó phù sa nó không bồi nữa mà nó bị lỡ. Thì nghe nói đâu cái mộ cô Hai Liễu bị trôi đi đâu rồi không ai biết. Nhưng mà cũng không ai dám về cái vùng đó mà ở nữa. Một phần là cái phù sa nó bị lỡ, đất đai bắt đầu nó lỡ. Một phần nữa là đã từng có một cái linh hồn giữ ở đó thì không ai dám tới. Tôi từng kể câu chuyện này ngày hôm nay cho các bạn nghe. Các bạn thấy như thế nào cho Tân biết trong phần bình luận. Thấy thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.